Hello, chào anh em đến kênh Shop Đất Cò Sài Gòn. Thì khách Vinh nó có mua số lượng mồi nhiều như thế này á, nhưng mà anh mới biết chơi á, anh không có rành. Thì sẵn Vinh quay video cho anh biết là con mồi nó đi thế nào, action như thế nào, câu cái loại gì. Thì sẵn vậy thì Vinh quay cho anh em biết luôn. Những anh em nào mới chơi á thì có thể xem video này. Còn nếu anh em chơi lâu rồi thì có thể không cần thiết không coi cũng được, hoặc là coi giải trí cũng được. Cảm ơn em. Thì cơ bản thì theo Vinh nó câu cá chẽm nè. Cái chẽm mà cá măng, cá chét, cá nhồng nè, cá cháo nè, cá cháp nè, thì cơ bản á mấy loại đó nó chỉ có ba loại đánh thôi, ba loại mồi action là cơ bản thôi. Thì bao gồm là mồi nổi nè, mồi nổi thì nó có bao gồm là mồi booking dog nè, top water nè, spinner bait nè. Nhưng mà spinner bait thì cũng không có cần đánh lắm, tại vì cái đó là đánh cá lóc nhưng nó vẫn là mồi nổi. Rồi kế đó là đánh mồi lửng nè. Thì mồi lửng này bao gồm là nó có cơ bản nó có ba loại là low lost tin nè, là nổi nổi chậm nè, low sinking nè là chìm chậm nè, và spending. Spending đó là mồi lơ lửng và mồi chìm. Thì mồi chìm thì nó có cũng cơ bản là nó có là sinking nè là chìm nè, low sinking là chìm chậm nè, và thêm một dòng nữa đó là dòng rip ration là vẫn là mồi chìm, chẳng hạn giống như con này là dòng rip ration, hoặc là con cá sắt, hoặc là này cũng là mồi chìm luôn ha, là nó câu đáy. Thì cơ bản này chỉ có ba tầng nước thôi, nổi lẫn và chìm đó, chỉ có ba loại đó thôi. Thì Vinh sẽ hướng dẫn cho anh em biết là từng con mồi ở trên đây đánh như thế nào và câu cá gì. Còn những cái loại khác thì nó có nhiều lắm, nhưng mà Vinh không có ở đây thì Vinh chỉ gom lại những cái con đánh ở đây thôi ha, không có những cái con khác. Rồi ok, và bước đầu từ bên trái qua đến phải ha. Thì thứ nhất cái con này là cái con giác cò Bon Trigger xe 100. Con này đánh cá chẽm rất là hay, dòng này là dòng nổi ha. Thì anh em đánh cái dòng nổi con này thì nó là dòng hai khúc á, thì anh em đánh giật cái cần hướng về hướng 8 giờ, giật dần giật dần. Con này đánh hay nhất á, là những cái chỗ nào mà nó có chà nè, nước cạn nè, nó câu cá chẽm là hay nhất. Những con cá măng lớn có thể ăn con này ha, tại vì con này nó hơi dài á, con cá măng lớn nó sẽ ăn, con cá chép lớn nó sẽ ăn, con cá chẽm nè, con cá nhồng nè nó sẽ ăn con này đó. Cái dòng này là dòng bóp nhưng mà là hai khúc, hơi bị đặc biệt ha. Vinh rất thích đánh con này luôn á. Vinh có một cái video là mình bắt được hai con cá chẽm là con này với lại con Bonnie 85 cùng một chỗ luôn. Vinh đánh họ lại thay đổi qua thay đổi lại á, là con này là tuyệt vời. Và cái con thứ hai, cái này là cũng là dòng nổi luôn. Thì cái con này á, là tên của nó là Bonnie 85, giác cò Bonnie 85. Thì cái con này á, là nó đúng action của nó là working dog, nhưng mà Vinh thì thường hay đánh theo kiểu là working dog là mồi nổi nha. Thì nó sẽ đi như con rắn như thế này, thì cái cần của mình hướng 8 giờ á, thì mình cứ quay từ 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 gạt gạt nhẹ 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 vừa vừa quay, thì nó sẽ đi như con rắn như con rắn. Cái đó là một loại action. Mà loại action thứ hai thì Vinh hay đánh hơn, đó là Vinh để cho con mồi nó chìm thì cái đầu nó nổi lên mặt nước lên chút xíu này nè, thì mình sẽ giật 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 cần hướng 8 giờ, thì nó sẽ nghe bụp 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 bụp, nó sẽ nhảy nhảy, nhảy y chang như con tôm, mà nó nhảy nó búng vậy. Mình rất thích đánh kiểu đó, rất là kích thích cái con cá hơn là mình đánh working dog. Thì mình có thể thay đổi vừa đánh working dog bằng con này, mình đánh working dog working dog đó, sau đó là mình đổi giật như thế này. Nếu mà không ăn nữa bắt đầu mình đổi cái con này mình đánh bóp lại ha, mình cứ xoay chuyển từ con này với con này đánh qua đánh lại ba action thấy nhau, rất là hay luôn, rất là kích thích con mò nó ăn. Rồi cái dòng thứ hai đó là dòng mồi lơ lửng. Lơ lửng thì dòng mồi lơ lửng này á, là con này là giác cò son sắt 68. Thì cái dòng này quá nổi tiếng luôn. Tú nó bắt con cá chẽm 20 kg bằng dòng son sắt ha. Nó đánh con son sắt là 52, nhưng mà cũng cơ bản action nó như nhau, không khác gì hết, chỉ có con lớn con nhỏ thôi. Cái con càng lớn á, thì nó lặn càng sâu và nó ăn càng xa. Cái con này á, thì anh em đánh không có cần phải tạo sình nhiều, anh em có thể hướng cái cần 8 giờ anh em quay không thôi, cái máy quay không cũng được, hoặc anh em vừa quay vừa giật nhẹ 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 quay quay. Thì cái con này á
con này nó sẽ cài đáy, nó hay nhất là nó sẽ cài đáy. Hay nhất á, là anh em sẽ đánh ngay cống nè, cái chỗ nào mà cái đầm nó sâu nè là tuyệt vời, nó quýnh được con cá cháp nè, nó quýnh được con cá chẽm nè, nó quýnh được con cá dầm luôn. Con này rất là hay, Vinh thích đánh con này lắm. Có những chỗ mà giống như là Vinh đi đánh cá chẽm, cá dầm mà Vinh bị bó tay á, là Vinh sẽ lấy con này ra, Vinh quăng qua, Vinh quay thôi, quay từ 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 từ, quay chậm thôi, càng chậm mấy con này nó xinh, nó hay lắm. Khi mình quay chậm á thì nó sẽ lắc lắc nhẹ 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 như thế này, rất là kích thích cái con cá nhác luôn. Con cá nhác nó mê cái con này lắm. Rồi bởi vậy á, tại sao Tú á, nó bắt được con cá chẽm 20 kg bằng con này là như vậy á. Rồi kế nữa là cái con này là con Jacko Swatch Mina 65. Vinh hồi bữa Vinh có đánh thử con này, action khá là hay. Lại thường á, những cái mồi Jacko đa số là đều hay hết. Những dòng khác thì Vinh không biết, nhưng riêng Jacko đa số đều là hay. Mình hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái con mồi á, là nó sẽ thể hiện được tất cả những cái gì mà nó giỏi nhất cho anh em. Con này á, thì cái dòng của nó là dòng lơ lửng ha. Thì khi mà anh em quăng ra thì nó lơ lửng như thế này, nó không có chìm lên hoặc nó chìm xuống. Khi quăng ra mình kéo xuống xíu là nó sẽ nằm, ví dụ mực nước nó cân là khoảng 6 tấc đây thì nó nằm ngay giữa 6 tấc luôn đó. Thì anh em khi mà con này đánh hay nhất á là anh em đánh giật và dần, giật dần, nhưng đánh chậm thôi nha. Con này đánh hay nhất là phải đánh chậm, không đánh nhanh. Tại vì khi mà anh em đánh nhanh á nó không có hiệu quả. Tại vì con này á, khi mà anh em đánh chậm á thì nó cũng đứng vậy nè, nó nhảy á, nhảy xong mới đứng, nhảy xong mới đứng, thì nó không có bị mất mồi. Yên tâm, cái con này đánh rất khó mất mồi. Đánh giật dần đó, và có khi nó sẽ hơi chìm chậm lại xíu, cái mình giật tiếp dừng, nó nhảy dần. Con này đánh cái kiểu đó là hay nhất. Thì con này á, nó đánh được chẽm lá nè, nó đánh được cá măng lớn nè. Tại vì cái size này size 65 mà 65 sen á, 6,5 sen á, thì nó cũng không có dài, nó thích hợp đánh chẽm lá nè, đánh cá chẽm size trung bình nè, đánh cá măng vẫn có thể đánh được nha. Cái màu bạc là ok lắm á, mình thích cái màu này lắm á. Còn cái con này thì quá là nổi tiếng luôn, chẽm lá cực kỳ mê. Cái dòng này nó tên là Jacko Chiron 72 HD. Dòng này siêu hiếm luôn ha. Cái con này á, là nói là dòng chìm, anh em quăng ra anh em kéo xuống chút xíu buông ra là nó sẽ chìm sát đáy luôn nếu anh em không làm gì hết. Nhưng mà khi mình kéo á, thì nó lặn khoảng, theo bên thì cái thề này chắc khoảng lặn cỡ 0.7 nước. Thì con này á cũng hay nhất là anh em đánh gạt như thế này, cái cần hướng mình 8 giờ không, gạt dừng, gạt dừng, gạt dừng là hay nhất là con này. Có thể anh em quay không cũng được, có khi những con cá mà bể quá anh em quay không từ từ. Jacko nó hay cái á là anh em quay từ từ nó vẫn ra sành. Những cái hãng khác á thì Vinh không có biết, nhưng riêng Jacko nó hay cái anh em cứ quay từ từ nó vẫn ra sành như bình thường. Jacko rất là hay kiểu đó. Màu này tuyệt vời ha, Vinh thích đánh màu này ha. Lưng xanh vàng ha. Khách Vinh chơi con này đánh lên cá nhiều lắm nha, đánh kể cả những con cá măng ở ngoài Bắc luôn á cũng lên bằng con này luôn nha. Đó, thì dòng này là nó đánh chẽm lá nè, chẽm xe trung bình nè, cá măng luôn. Hồi bữa Vinh có câu cá măng mà không bắt được, nó ăn vô con này. Đó, Vinh quăng ra Vinh quay không làm gì hết đó, nó cũng ăn con này. Và cái dọc này là đánh cá măng là tuyệt vời, bảo đảm với anh em luôn, nếu mà chỗ nào có măng nên anh em đánh con này là tuyệt vời. Con này đánh cá măng là hay. Bữa Vinh có một cái video mình đánh bằng con này hay lắm. Nên quăng ra nè, quay nè, giật giật giật, là khi con này nó là dòng chìm, nhưng mà chìm của nó là fast sinking, có nghĩa là chìm nhanh. Khi anh em quăng ra kéo cái là anh em kéo dừng lại cái là nó chìm, nó lắc nè, nó lắc gớt xuống dưới nước, nó lắc gớt xuống nước sát đáy luôn á. Thì khi mà mình kéo bình thường thì nó lặn khoảng cỡ 0.6 nước thôi đó. Khi mà nó lắc vậy nè, con cá mặn nặng. Và khi mình vừa giật giật dần, khi mình giật phơm cái là nhảy tùm lum hết, bắt đầu dần là nó bắt đầu lắc. Thì trong lúc nó lắc á, là con cá măng nó dí nó ăn. Rồi khi mình giật á, mình đâu có biết đâu, mình tạo action mà mình cứ giật như thế này á, thì con cá măng nó ăn vô, mình giật tiếp. Mình dần á là cá măng ăn vô, mình giật tiếp là đóng lưỡi, thế là mình quay vô thôi. Còn cái này, con này là đánh cá măng là tuyệt vời ha. Anh em có thể đánh con này nhanh được, có thể đánh chậm được. Con này là đánh nhanh chậm được luôn. Đánh cá măng là tuyệt vời. Cá măng này chẽm lá là mê con này lắm, bảo đảm anh em luôn.
Nếu mà người nào đã từng sở hữu con này thì cứ đánh cá măng theo cách mình đi, sẽ rất là hiệu quả. À. Và cái dòng này là cái dòng cũng Chiron nhưng mà size 55H đúp. Dòng này là dòng siêu hiếm mà màu rất là đẹp ha. Màu giống như con cá hồi ha. Cái dòng này là cũng dòng Silkin, khi mà anh em buông ra thì nó cũng lắc như thế này. À, câu thì lơ lửng nhưng mà dòng thì Silkin. Nó sẽ lắc như thế này. Là nó sạc đáy, nếu mà không có làm gì hết nó sẽ sạc đáy. À. Cái dòng này thì nó không có lắc bằng cái con này, tại vì do cái con dòng này nó là thiết kế là phát sinh kim sẽ lắc nhiều hơn, còn cái con này nó sẽ lắc ít hơn. À, nhưng dòng này rất là hiếm, đánh cá măng nè, cá chẽm lá nè cũng khá là ok ha. À, con này thì cái màu sắc nó đẹp hơn, nhưng theo Vinh á thì cái con này đánh hay hơn và văng quăng xa hơn ha. Nhưng mà con này thì lại hiếm hơn, màu nó hiếm hơn mà đẹp hơn đó. Thì cơ bản con này nó cũng đánh giống giống như con này, nhưng mà action con này nó mạnh hơn một chút. À, ok. Hai con này thì quăng cũng ok xa, nhưng mà con này xa hơn nha. Con này quăng xa nè, con này thì quăng trung bình nè. À, con này quăng trung bình. Ok, đỉnh con này là con Lam Đao. À, con Lam Đao thì cách đây khoảng, theo Vinh nhớ chắc khoảng tầm 3 năm. À, 3 năm thì Vinh có đem về con Lam Đao. À, con Lam Đao Vinh đánh ở Hoàng Sơn nè. À, đánh ở trong đầm nè, đánh trong hồ dịch vụ nè. Bất kể anh em nào thấy Vinh đánh con Lam Đao cũng không bao giờ tin mà Vinh đánh được con Lam Đao mà lên cá hết. Anh em cứ nghĩ là Vinh hên thôi, ăn rùa thôi. Theo Vinh biết thông tin thì gần như không có ai đem con này về hết. Người ta không nghĩ con này đánh được, nhưng mà Vinh đem về mình đánh thử là ok. Ở Vinh đem ra ngoài biển, Vinh đánh ở Hòn Sơn, mình thấy ủa sao con này đánh Hòn Sơn hay quá ta. Ờ, đánh cái chét ăn quá trời luôn. Đâu thử mình đem vô rầm dịch vụ, mình không hỏi dịch vụ mình cũng dính, đem vô hồ trong trong hồ thiên nhiên Vinh cũng dính. Anh Huy nè, Đặng nè, thấy Vinh đánh trong cái chẽm mà cái đầm cũ của Đặng á, thì Đặng thấy Vinh đánh con này, Đặng nghĩ là ông này chắc ông hên á, ông bắt được hai cái chẽm mình hên á, lần sau cũng đâu có tin đâu, chịu đánh đâu. Cái thấy Vinh đánh thêm bắt thêm cá chẽm nữa trong đầm, nữa trong đầm của Đặng á, Đặng mới thấy ố con này hay không, cái Vinh mới gửi con thôi, Đặng đánh thử chơi. Giờ Đặng là ghiền luôn. Và tất cả những anh em nào ở bên Phước An á, thì gần như Vinh biết theo Vinh chắc khoảng 99% anh em đều đánh cá măng bằng con này, kể cả cá chẽm ha. Con này nó bắt được con cá nhồng nè, bắt được con cá chẽm nè, bắt được con cá cháo nè, bắt được con cá chép nè, bắt con cá cháp luôn. Vinh đánh được con cá hồng bằng con này luôn. À, đánh con cá hồng bằng con này luôn nè. À, là con này có thể là bắt được tất cả những loại cá ha. Nó con này là Trung Quốc không, nó vừa rẻ nè mà đẹp nè, đánh ok. À, nhưng mà theo Vinh thì nó chỉ bắt được những con cá nhỏ thôi, tại vì cái body nó là body nhỏ, con cá lớn nó không có thích ăn những con body nhỏ như thế này. À, thì con này á, anh em chỉ cần quăng ra, anh em để cho nó chìm sát đáy, xong anh em giật đầu cần lên hướng 11-12 giờ, cứ giật thì nó sẽ nhảy như thế này. Khi mà nó nhảy thì nó sẽ lắc, nhảy thì nó sẽ lắc, nhảy nó sẽ lắc, đó nó vừa như thế này. Thế này, nếu anh em nào muốn đánh cái con này mà ok hơn á, thì theo Vinh là nên thay cái lưỡi bên Vinh có cọp á. Thì bên Vinh bán một cặp lưỡi cọp á là 60.000. Thì anh em muốn mà ngon hơn á thì nên thay cái lưỡi này, tại vì cái lưỡi này nó mỏng lắm. Lưỡi đây thì cũng được, dưới đây đều, nhưng mà thay cái lưỡi trên đây nè là ok nhất ha. Giật đầu cần, đó anh em cảm giác giống như một cái biểu đồ nó như thế này. Đó là hay nhất, con này là tuyệt vời. Và kế đó là con này là con Lufang X50. Cái dòng này là dòng cá sắc. Dòng này là dòng VIP Dyson, là dòng rung lắc. Con này có thể câu cá lóc nè, câu cá măng nè, câu cá chép nè, câu cá chẽm nè. Con này đánh hay nhất á thì anh em có thể quăng ra quay không cũng được. Mà nhưng mà theo Vinh là hay nhất là anh em cứ quăng ra, anh em móc cái lỗ dưới đây nha. À, nó có hai lỗ thì móc lỗ dưới đây. À, lỗ dưới đây thì nó sẽ rung mạnh hơn. Thì quăng ra để nó chìm xuống cái vuốt đầu cần lên hướng 12 giờ. Thì khi mà vuốt lên nó sẽ rung. Rung, Vinh cũng bắt được con không nhớ lắm nha, bắt được con cá măng nè, bắt được con cái gì giống cá chê tôi quên, à con cá ngát bằng con này, bằng cái kiểu đánh như thế này. Giật lên, giật mạnh lên, đó nó ra xuống đây, giật mạnh lên nó ra xuống đây. Đó, ra xuống đây là con này. Đánh cũng khá là hay. Có khi đánh cá măng vừa quăng ra hơi vuốt lên cá năng rồi, mà nhiều khi kịp không có kịp, nhanh quá không kịp đóng là sảy lưỡi. Và kế đó là dòng con giác cò son sát size 58 SB. Thì nó cũng tương tự như dòng 52 SB nè, 68 nè, dòng 45 SB thì nó cũng vậy, nhưng mà cái size này nhỏ hơn.
Thì cái size này Vinh đã từng bắt được con cá nhộng nè, bắt được con cá chẽm nè, bắt được con cá cháp luôn. Nó hay nhất á, là nó đánh ngay cống, nó lặn khoảng còn 1,5 m nha. Dòng này dòng lơ lửng anh em quăng ra này thì nó sẽ là lơ lửng à. Nó nằm giữa tầng nước luôn á, nó nằm như thế này, có khi nó hơi dìm chìm xuống tùy vào cái độ mặn của cái đầm dùng đó. Nếu cái mặn cái đầm dùng đó mà nó cao thì nó sẽ hơi đẩy lên chút, còn nếu mà dùng đó mà cái độ mặn nó thấp thì nó sẽ hơi chìm xuống chút ha. Rồi khi con này nó hay nhất thì cũng có quay quăng ra, rồi quay từ từ thôi, cứ quay cho nó cài đãi. Anh em cứ câu mà thấy nó cài đãi cứ quay, đừng có sợ mất mồi. Nếu mà sợ mất mồi đừng bao giờ đánh con này. Con này nó hay nhất là nó phải cài đãi, nó mới hay nhất ha. Nó cài đãi nó hay lắm. Nó cài đãi nó giống như nó tạo một cái vệt bùng á. Con cá rất là thích, nó săn mồi con này. Bên bị bữa mới đây chắc khoảng 2 tháng mấy á, bị con cá nhộng nó ăn vô. Mình đánh bó tay sử dụng bằng con này đánh quay không, cá nhộng nó ăn vô. Ăn 2 lần luôn mà mình bắt không được, lủng lỗ mồi luôn. Về mới phát hiện là cái con mồi của mình nó bị hư đó mà không bắt được. Con này đánh khá là hay ha, chinh phục được con cá chẽm 20 kg bằng size 52. Con này thì quá nổi tiếng rồi. Cái con này đánh được cá nhồng nè, đánh được cá chẽm nè, đánh được cá cháp nè, nó đánh được con cá bữa chín, hình như chín bính được con hình như cái con cá gì ta, quýnh được con cá chét luôn á, Vinh không nhớ lắm nha, như nhớ là Vinh chính phở đó dính được con cá chét luôn. Cá cháp, cá chẽm, cá nhồng, cá chét và cái con này. Dòng này á, thì anh em hay gọi là dòng răng. Dòng răng là cái body nó hơi tròn tròn, thì những cái dòng mà tròn như thế này á thì con cá mú nó cực kỳ thích. Anh em để ý những con tròn như thế này thì cá mú rất là thích. Con này thì nó lặn khoảng 1,5 m. Con này nó chuyên đánh cái cháp, đánh cái cháp là hay nhất. Đánh ngay cống nha, đừng có đánh những cái chỗ khác phải nước sâu mới đánh được. Còn đánh ngay cống là tuyệt vời, nước đang vô hoặc đang ra đều đánh được hết, mà phải đánh ngay cống. Anh em cái con này thì nó là dòng nổi ha, thì khi mà anh em quăng ra mà anh em không làm gì hết thì nó nổi lên như thế này. Nhưng nó là đánh dòng sát đáy à. Đặc trưng con này thì đánh dòng sát đáy, nhưng action của nó là action nổi, nó hơi đặc biệt ha, nó hơi ngộ xíu ha. Thì cái con này á, nó nặng 1,5 m là nó đánh câu tầng đáy. Anh em cứ quăng ra quay thôi, con này đừng bao giờ làm cái gì hết, chỉ quăng ra quay, quăng ra từ xa phong cái vũ cần xuống như thế này nè, để cho con mồi nó lặn nhanh, lặn sâu một cách nhanh nhất thì nó mới hiệu quả. Vũ nếu mình đánh cá cháp thì mình thả cái lỏng ra hơi xíu, mình vũ mình nghe tẹt 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 cái máy là đúng đó. Rồi quăng ra cứ quay đều, quay càng chậm càng tốt. Thì khi đó thì những con cá cháp nó sẽ bơi theo, nó ăn cụp cụp cụp, nó ăn con mắt, ăn này kia. Thì khi đó mà thường thì Vinh hay dính thì dính cái đuôi nhiều nhất, nhưng nó ăn ngay con mắt nha, chứ không ăn cái đuôi đâu. Nó ăn ngay đây nè, mà không biết sao mà cứ dính ngay đây không đó. Con này là quýnh cá cháp thì tuyệt vời. Con này đánh cá cháp là không có bàn cãi gì hết. Ok. Và kế đó là dòng lẫn hơi đúng ha. Hai con này thì chìm. Còn kế đó là dòng mà con này là dòng đánh sát đáy. Con này tên của nó là Jackal Lim 8. Con này thì dòng viết ra sinh là dòng rung lắc như thế này. Nhưng dòng rung lắc thường thì anh em đánh cá lóc, nhưng riêng con này thì nên đánh cá chẽm và đánh những cá chẽm nhát á, tại vì cái body nó dài. Con này rất là hiếm nha, hiện tại ở Việt Nam là siêu hiếm luôn. Vinh rất thích đánh con này. Con này thì anh em cứ quăng ra, anh em mới để chìm sát đáy và cứ đánh vuốt lên, để nó chìm vuốt, để nó dần xuống vuốt lên. Thì khi mà vuốt lên thì nó lắc như thế này, lắc như thế này nó chìm, lắc như thế này rồi nó chìm. Đánh cảm giác sao á mà nó vừa phải, không nhanh không chậm là ok nhất. Con này thì theo Vinh á thì hoặc anh em có thể quay từ từ ha, quay từ từ thì nó sẽ lắc nhẹ. Thì anh em con này thì có thể là câu cá chẽm nhát nè, câu cá mú nè, cá hồng nè, nó mê lắm. Cái dòng này nó mê lắm, tại con này đi sát đáy. Dòng này là dòng câu sát đáy nha. Thường thì nếu mà Vinh cũng đánh mà bể đầu quá, Vinh hãy sử dụng những con này, Vinh quăng ra rồi Vinh quay thôi. Hoặc là Vinh cứ vuốt gần nhẹ những cái chỗ mà ngay miệng cống nè, những chỗ nào mà sâu á, đó là Vinh thích đánh những con này. Con này anh em đánh những cái chỗ mà nước cạn thì không có hợp lý ha.
con này phải đánh những cái chỗ nước sâu á, ngay miệng cống nọ là hợp lý nhất. À. Và con này cũng tương tự, con này còn là con giác cò tiên 50 Chigon, dòng này cũng đang hiếm ở Việt Nam nè. Con này chắc còn có mấy con, chắc ngoài vài bữa nó hết hàng luôn rồi, không biết bao giờ có lại. Thì cái con này á, thì đa số anh em đều đấy đi câu lóc, nhưng riêng Vinh á, thì Vinh vẫn thích đánh câu cá chẽm, cá mú. À, cá lóc thì Vinh vẫn câu, nhưng mà Vinh hay sử dụng lắm. Lâu lâu á, mà ví dụ cá cũng bể quá thì Vinh cứ lấy con này, Vinh quăng ra, Vinh quay thôi, quay từ từ thôi, ngay miệng cống, hoặc là quay những cái chỗ mà nước nó vừa phải, không có cạn quá nha. Con này cạn quá câu không được đâu, nó nước vừa phải là Vinh sẽ quăng lên vậy. Có một cái video Vinh đánh bằng cái con này nè, Vinh dính một con cá mặn cũng khá là lớn nhưng mà nó táp vô Vinh bắt không có được. Cái video gần chắc đây khoảng 3 tháng á đó. Mà Vinh đánh con màu trắng với mày con màu xanh, quăng ngay Vinh quay thôi, nó ăn vô mà Vinh bắt không kịp. Lúc đó đang nói chuyện với Linh á là không có kịp đóng là xảy luôn. À, cái dòng này là quýnh cá chẽm nè, cá hồng nè, cá lóc nè, tuyệt vời. Mấy anh em ngoài Hà Nội mua cái con này của Vinh nhiều lắm. Câu cá lóc á, cá lóc hay lắm, cá nheo nè, cá lóc nè. Còn Vinh á thì hay đánh con này câu cá chẽm nè, cá mú, cá hồng ở trong đầm á. Và cái đó là ở Việt Nam anh em hay đánh nhiều, đó là dòng Ama Sayoke SS. Thì cái này nó có nhiều size. Nhưng mà thường thì Vinh thích đánh dòng SS hơn. Thì này nó có hai loại ha, SS75 và SS95. Thì con này á là nó bơi theo lơ lửng, nó bơi theo dòng lửng, tầng lửng. Thì tầng lửng nó khoảng, con này nó lặn khoảng chừng 0.7 nước thôi. Thì con này hay nhất thì cứ quăng. Con này có khi á anh em quăng anh quay thôi nha, không cần phải làm gì hết nha. Quăng ra quay thôi, con cá chẽm với cá mặn nó vẫn ăn. À, những cái chỗ cái đầm nào mà cá nó bể á, quăng ra quay từ từ thôi, đừng quay nhanh, từ từ thôi, con cá nó vẫn ăn nha. Nhưng hay nhất theo Vinh á, hay nhất là anh em cứ quăng ra anh em giật dần như thế này. Thì khi mà giật á thì nó đó như thế này, đó như thế này. À, anh em có thể đánh nhanh đánh chậm tùy vào cái mình cảm giác và chỗ cá đó nó có bị bể quá hay không. Thí dụ mà mình đánh nhanh con cá nó táp hụt hoài à, đúng không? Hoặc là mình đánh chậm mà bị dướng rong nhiều quá là mình phải cần đánh nhanh hơn. À, tại sao có nhiều anh em có cái video anh Vinh đánh sẽ thấy đấy, Vinh đánh nhanh mà lúc đó Vinh không có nói, tại vì đang dướng rong. Nếu mà mình đánh chậm quá là dướng rong hết trơn, bắt buộc là phải đánh nhanh hơn ha. Còn nếu mà chỗ đó mà nó dướng quá, mình cảm thấy mình đánh nhanh quá con cá nó ăn không kịp, thì mình phải đổi những con màu khác giống như con này thì lơ lửng, mình sẽ đánh chậm hơn ha, nó không bị dướng rong. Con này sẽ không bị dướng rong tại do nó không có chìm. Con này thì chìm ha, quăng thì nó chìm xuống. Đó, quăng này thì chìm xuống như thế này. Và nó hơi lắc. À, ok. Đó, thì con này Vinh cũng đánh được con cá chẽm lớn. Lớn nhất của Vinh thì Vinh bắt được hình như 5.6 kg. 5.6 kg, dòng này. À, những con khác thì Vinh bắt cá chẽm nhỏ hơn, cá dòng nhỏ hơn. Giống như Vinh câu không có duyên đụng cá lớn hay sao. Ừ, anh em đụng cá lớn nhiều nhưng mà Vinh ít đụng cá lớn á. À, nhưng mà Vinh bắt được những loại cá trong đầm. Có những cái đầm nào khó là Vinh cũng câu được. À, cũng không đến nỗi là mình không biết chơi. À, mình chơi mình cũng ổn lắm, cũng được lắm. Nhưng mà không có đụng cá lớn, không biết sao á. Do cái duyên hay sao á. À, mình không đụng được cá lớn. Rồi ok, đây là cái clip mà Vinh hướng dẫn là những con mồi mà cơ bản, những cái cách cơ bản mà Vinh chơi. Mình nhiều lắm, bây giờ nó có nhiều loại lắm. Nó có này, cái này là chỉ theo Vinh chắc khoảng cả 1/5 cái mồi mà Vinh hiện đang Vinh có thôi. À, Vinh có rất nhiều nhưng mà cái anh này anh lấy cái số lượng nhiêu đây thôi, thì Vinh sẽ hướng dẫn cho anh em số lượng nhiêu đây thôi để anh em biết cách chơi như thế nào. Rồi ok, chào tạm biệt anh em và hẹn anh em những video sau. Bye.